Nhận định bóng đá Nai với PSG 2 giờ. PSG đã thi đấu với phong cách vô cùng hời hợt trong những trận đấu gần đây để lên thu hẹp đáng kể khoảng cách trên bảng xếp hạng. PSG gần đây cần phải thắng Nai nếu không muốn mùa giải này kết thúc theo cách thảm họa. Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà có thể xem là một điều khó tin với PSG, nhưng dàn sao của nước Pháp vừa bị Rennes và Lyon làm bẽ mặt ngay trên sân công viên Quang Hoàng Tử.